Cô chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay của chúng ta có tên là so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, luyện tập. Trước khi đi vào bài học mới, cô có một vài câu hỏi liên quan đến bài cũ mà các bạn đã học. Các bạn nhìn màn hình nghe cô hỏi và tự trả lời nhé. Câu A, muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta làm thế nào? Câu B, sợi dây 48 mét dài gấp mấy lần sợi dây 8 mét? Các bạn kiểm tra xem mình đã trả lời đúng chưa nhé. Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé thì ta lấy số lớn chia cho số bé. Câu B, sợi dây 48 mét dài gấp mấy lần sợi dây 8 mét thì chúng ta sẽ lấy 48 chia 8 bằng 6 lần. Bài này sẽ được giải như sau. Sợi dây 48 mét dài gấp sợi dây 8 mét số lần là phép tính 48 chia 8 bằng 6 lần. Đáp số 6 lần. Cô vừa cùng các bạn ôn lại nội dung bài cũ. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này vào bài học ngày hôm nay. Cô có ví dụ sau, mời các bạn quan sát. Cô có đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài 6 cm. Câu hỏi đặt ra là độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD? So sánh độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD thì các bạn chưa học, nhưng các bạn đã học nội dung so sánh số lớn gấp mấy lần số bé rồi. Vậy độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB? Có phải các bạn sẽ là phép tính chia, lấy 6 chia 2 bằng 3 lần, đúng không nào? Vậy độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB. Như vậy các bạn có thể hiểu là cô chia đoạn thẳng CD thành 3 phần bằng nhau thì đoạn thẳng AB là một trong ba phần đó. Từ đó cô nói rằng độ dài đoạn thẳng AB bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng CD. Vậy muốn tìm độ dài đoạn thẳng AB bằng 1/2 độ dài đoạn thẳng CD thì cô làm theo hai bước. Bước 1, tìm độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB, tức là tìm số lớn gấp mấy lần số bé bằng cách thực hiện phép tính chia. Bước 2, cô sẽ kết luận độ dài đoạn thẳng AB bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng CD từ kết quả cô vừa tính được. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài toán. Cô có bài toán như sau, mời các bạn đọc đề cùng cô. Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi, hỏi tuổi con bằng 1/2 tuổi mẹ. Bài toán này cũng hỏi tuổi con bằng 1/2 tuổi mẹ. Vậy mẹ bao nhiêu tuổi? Mẹ 30 tuổi, con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Vậy ở đây tuổi mẹ là số lớn, tuổi con là số bé. Để biết được tuổi con bằng 1/2 tuổi mẹ thì bước 1 chúng ta cũng sẽ tìm xem tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con bằng cách thực hiện phép tính chia. Bước 2, chúng ta sẽ kết luận được tuổi con bằng 1/2 tuổi mẹ từ kết quả chúng ta vừa tìm được. Bài này sẽ được giải như sau, các bạn quan sát. Đầu tiên, cô sẽ tìm tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là phép tính 30 chia 6 bằng 5 lần. Đơn vị ở đây là lần, nghe các bạn. Từ đó, cô kết luận tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Đáp số 1/5. Từ ví dụ và bài toán cô vừa đưa ra, các bạn có thể nêu cách so sánh số bé bằng 1/2 số lớn chưa? Chúng ta đã làm theo mấy bước? Cô mời các bạn đến với ghi nhớ. Các bước để so sánh số bé bằng 1/2 số lớn. Bước 1, tìm số lớn gấp mấy lần số bé bằng cách thực hiện phép tính chia. Bước 2,
Kết luận số bé bằng 1 phần mấy số lớn dựa vào kết quả vừa tìm được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng điều chúng ta vừa học để làm các bài tập 1, 2 trên 61 và bài 1, 2 trên 62 phần luyện tập. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trên 61 theo dõi bài số 1. Ở bài này, người ta cho các bạn một bảng có 4 cột. Cột thứ nhất là số lớn, cột thứ hai số bé, cột thứ ba số lớn gấp mấy lần số bé, cột thứ tư số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Trước khi làm bài này, các bạn hãy nhắc lại cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé. Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Tìm số bé bằng 1 phần mấy số lớn thì sao? Từ kết quả mà chúng ta vừa tìm được số lớn gấp mấy lần số bé thì chúng ta sẽ kết luận số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Các bạn quan sát ví dụ. Số lớn là 8, số bé là 2. Vậy số lớn gấp mấy lần số bé thì chúng ta làm thế nào? Các bạn sẽ lấy 8 chia 2 bằng 4. Cô sẽ ghi số 4 vào ô này. Từ đó, cô có thể rút ra là số bé bằng 1 phần 4 số lớn. Tương tự, các bạn hãy thực hiện hai bài còn lại, rồi kiểm tra kết quả bài làm với cô nhé. Số lớn là 6, số bé là 3. Số lớn gấp mấy lần số bé? Thì chúng ta sẽ lấy 6 chia 3 bằng 2. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 2. Số lớn là 10, số bé là 2. Số lớn gấp mấy lần số bé? 10 chia 2 bằng 5. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 5. Như vậy, bài này vừa giúp cho chúng ta ôn lại cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Bây giờ chúng ta tiếp tục vận dụng kiến thức này vào giải toán. Bài 2 trang 61. Cô mời các bạn đọc đề cùng cô. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng 1 phần mấy số sách ở ngăn dưới. Đề cho chúng ta biết gì nào? Số sách ở ngăn trên là 6 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới là 24 quyển sách. Vậy ở đây, số sách ở ngăn trên chính là số bé. Còn số sách ở ngăn dưới là số lớn. Đề hỏi số sách ở ngăn trên bằng 1 phần mấy số sách ở ngăn dưới. Vậy khi giải bài này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện theo hai bước. Bước 1, chúng ta cũng sẽ tìm số sách ở ngăn dưới gấp mấy lần số sách ở ngăn trên. Bước 2, các bạn sẽ kết luận số sách ở ngăn trên bằng 1 phần mấy số sách ở ngăn dưới. Các bạn hãy giải vào vở rồi kiểm tra kết quả bài làm. Cô sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên, cô sẽ tìm số sách ngăn dưới gấp mấy lần số sách ở ngăn trên. Câu lời giải là số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là phép tính 24 chia 6 bằng 4 lần. Đơn vị ở đây cô nhắc các bạn một lần nữa là lần. Từ kết quả vừa tính được thì cô sẽ kết luận. Vậy số sách ngăn trên bằng 1 phần 4 số sách ngăn dưới. Xác số 1 phần 4. Như vậy cô đã hướng dẫn các bạn cách giải bài toán so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn rồi. Hai bài tiếp theo, bài 1, bài 2 của bài luyện tập trang 62 cũng tương tự. Hy vọng các bạn sẽ làm tốt. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài 1 trang 62 phần luyện tập. Bài này cũng tương tự như bài 1 trang 61 chúng ta vừa làm. Các bạn tự thực hiện rồi đối chiếu kết quả bài làm cùng cô nhé. Các bạn làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra bài làm. Số lớn là 18, số bé là 6. Số lớn gấp mấy lần số bé? Rồi chúng ta lấy 18 chia 6 bằng 3. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 3. Số lớn là 32, số bé là 4. Số lớn gấp mấy lần số bé? 32 chia 4 bằng 8. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 8. Số lớn là 35, số bé là 7. Số lớn gấp mấy lần số bé?
35 chia 7 bằng 5. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 5. Số lớn là 70, số bé là 7. Số lớn gấp mấy lần số bé? 70 chia 7 bằng 10. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? 1 phần 10. Các bạn đã làm đúng chưa nào? Cô chúc mừng các bạn làm đúng. Nếu bạn làm chưa đúng thì nhanh chóng sửa lại bài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến bài thứ 2, trang 62. Cô mời các bạn đọc đề bài. Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu 28 con. Hỏi số trâu bằng 1 phần mấy số bò? Để biết số trâu bằng 1 phần mấy số bò thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu đề và làm tóm tắt nhé. Đề cho biết có mấy con trâu? Có 7 con trâu. Có bao nhiêu con bò? Số bò thì chưa có. Nhưng đề cho biết điều gì liên quan đến số bò nào? Số bò nhiều hơn số trâu 28 con. Vậy từ điều này các bạn có thể tìm được số bò bằng cách làm phép tính nào? Phép tính cộng. Có được số trâu và số bò vừa tìm được thì chúng ta cũng sẽ tìm được số trâu bằng 1 phần mấy số bò theo hai bước mà cô đã hướng dẫn nhé. Các bạn hãy làm bài này vào vở rồi sau đó đối chiếu kết quả cùng cô. Các bạn làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra bài làm. Đầu tiên, cô sẽ tìm số con bò, đúng không nào? Số con bò là, phép tính là 7 cộng 28 bằng 35 con bò. Có số trâu là 7 con. Số bò là 35 con vừa tìm được. Vậy số trâu chính là số bé, còn số con bò là số lớn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tìm số con bò gấp số trâu một số lần là. Lấy 35 chia 7 bằng 5 lần. Vậy số con trâu bằng 1 phần 5 số con bò. Đáp số 1 phần 5. Như vậy bài học hôm nay đã giúp các bạn so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Các bạn hãy cùng nhắc lại ghi nhớ một lần nữa nào. Các bước để so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Bước thứ nhất, tìm số lớn gấp mấy lần số bé. Bước 2, kết luận số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Các bạn nhớ học thuộc ghi nhớ để vận dụng tốt khi làm bài. Bài học đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.